Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe con tay trên mạng X4 155/2012 trong giữa tháng 8 năm 2012 giảm vài triệu tại đại lý. Các chiếc trên mạng X4 155/2012 đang được bán ra tại rất nhiều lý với mức giá thực tế giảm vài triệu đồng so với mức giá đề xuất từ hãng đưa ra. Cái chiếc X4 155/2012 được ra mắt thị trường Việt Nam nhằm củng cố cái dòng xe con tài là vua đường phố của X4. Cái mẫu xe này hiện không có nhiều thay đổi trực diện. Thiết kế của chiếc X4 155/2012 tập trung nhiều vào cái sự trẻ trung, thể thao, mạnh mẽ. Mặt trước tạo ấn tượng với một cái bộ đèn pha ở hai vị trí độc lập. Các tấm ốp rất là sắc đạnh, phần đầu thì gọn gàng, tăng thêm cái tính khí động học. Trên cái mẫu xe mới có một loạt những đổi mới về mặt trang bị, điển hình như cái cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, cái bộ xích hoàn toàn mới, cái vật yên phong cách thể thao hơn, cái đèn hậu được thiết kế mới, một cái bục chắn bùn mới, bình xăng lớn hơn, dung tích là 5,4 lít. Một cái điều đáng chú ý chính là cái bục liên hợp Acid and Plus hỗ trợ lực hoặc cái kiểu trượt tương tự như cái chiếc EZN1. Cái công nghệ phủ carbon kim cương và thiết kế cái lỗ phun xăng giống như cái dòng Simoto EZR1 đáp ứng được kỳ vọng của rất nhiều người, nhất là cái bộ phận giới trẻ, chính là cái phần động cơ mới có một dung tích động cơ 155cc đầy quy lực. Nó mạnh hơn động cơ 150cc lên tới gần 17%. Hệ thống cái van biến thiên giúp cho xe hoạt động với công suất tốt hơn. Hệ thống nạp mới giúp cho xe phản hồi tốt hơn. Trong khi hệ thống hộp số còn tài 6 cấp giúp chiếc xe vận hành trơn mượt và giảm được tiếng ồn đáng kể. Hiện tại thì dòng X4 155/2012 vẫn được một vài lý bán cùng với cái chiếc X4 150. Tuy nhiên về mặt giá của chiếc X4 155/2012 lại đang giảm khá mạnh. Hầu hết các phiên bản của cái dòng xe con tay X4 155 đang có mức giá bán thực tế thấp hơn mức giá đề xuất từ hãng đưa ra là vài triệu đồng. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá cái chiếc xe con tài dòng mạng X4 155/2012 mới nhất trong giữa tháng 8 năm 2012. Cái chiếc X4 155/2012 phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán đề xuất là 47.600.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 44.300.000 đồng đến 44.500.000 đồng. Dòng mạng X4 155/2012 phiên bản cao cấp 2012 mức giá bán đề xuất là 50.600.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng là từ 47 đến 47.300.000 đồng. Dòng mạng X4 155/2012 cái bản CB 2012 mức giá bán đề xuất là 50 triệu, mức giá bán đề xuất là 51.100.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng là từ 47.500.000 đồng đến 47.900.000 đồng. X4 150 cái bản EDC 2020-2021 với mức giá bán đề xuất là 44.800.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng là từ 46 đến 46.200.000 đồng. Cái mạng X4 150 cái bản giới hạn cái đời 2020-2021 mức giá bán đề xuất là 45.300.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý là 47 triệu đến 47.500.000 đồng. Lưu ý giá thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiết nhớ like, share, subscribe.